tàu Việt Nam tham gia duyệt binh tàu quốc tế 2017. Sáng ngày 20 tháng 11, tại vịnh Pattaya của Thái Lan đã diễn ra lễ duyệt binh tàu quốc tế 2017 với sự tham gia của gần 40 tàu của 20 quốc gia, trong đó có 26 tàu hải quân nước ngoài và 14 tàu hải quân quốc gia Hoàng gia Thái Lan. Lễ duyệt binh được bắt đầu sau 19 phát đại bác vang rền được bắn từ tàu HMTS Pink Cloud của nước chủ nhà Thái Lan. Khi tàu quét mình HTMS Tha Lan chở Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và tư lệnh hải quân các nước bắt đầu xuất phát duyệt đội hình, cũng là lúc một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của không quân Hoàng gia Thái Lan vút lên bay dọc theo đội hình tàu. Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng tư lệnh hải quân các nước tham gia duyệt đội hình trên tàu HTMS Tha Lan. Theo vị trí được hiệp đồng từ trước, các tàu thả neo thành hai hàng dọc song song cách nhau 4 liên, các tàu trong hàng cách nhau 2,5 liên. Tàu 012 Lý Thái Tổ của Hải quân Nhân dân Việt Nam được bố trí ở vị trí thứ 13 trong đội hình. Phía trước là tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Pakistan, phía sau là tàu tuần tiễu của Hải quân Sri Lanka. Vào khoảng 10 giờ 45 phút, tàu diệt đội hình chở Thủ tướng Thái Lan di chuyển đến vị trí gần tàu 012 Lý Thái Tổ của Việt Nam. Khi tàu diệt ngang mũi, tàu 012 Lý Thái Tổ kéo 3 hồi còi dài và thực hiện các nghi thức chào tàu duyệt theo quy định. Trong suốt quá trình diễn ra lễ duyệt binh, các máy bay chiến đấu của không quân Hoàng gia Thái Lan liên tục cất cánh từ sân bay Utapao và bay theo đội hình phía trên đội hình tàu tham gia duyệt binh. Thông tin về chuyến xuất ngoại của tàu 012 được báo Quân đội Nhân dân và báo Hải quân cho biết, đi cùng đoàn công tác của Hải quân Việt Nam trên tàu 012 có Đại tá Phan Tuấn Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Hải quân Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động chính, bao gồm diễn tập chỉ huy tham mưu tại bến, diễn tập thực binh trên biển và duyệt binh tàu quốc tế. Ngoài ra, đoàn Việt Nam cũng tham dự các hoạt động bên lề như họp mặt các thuyền trưởng, thi đấu giao hữu thể thao, diễu hành đường phố, đêm ẩm thực ASEAN. Việc cử lực lượng tham gia Amnex 1 và IFR 2017 thể hiện rõ quyết tâm và quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và quân đội trong hội nhập, hợp tác quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực và trên thế giới. Sự tham gia này cho thấy thiện chí của Hải quân Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với quân đội và Hải quân Hoàng gia Thái Lan, ủng hộ các sự kiện do Hải quân Hoàng gia Thái Lan tổ chức, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Hải quân các nước trong và ngoài ASEAN, cũng như học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng, xây dựng lực lượng trong tham gia diễn tập, tổ chức và điều hành các hoạt động đa phương. Những sự kiện tàu 012 tham gia diễn tập Amnex 1 và duyệt binh IRF 2017 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 13 đến 22 tháng 11 nhân kỷ niệm sự kiện 50 năm thành lập ASEAN. Để chuẩn bị tốt chuyến công tác, thời gian qua tàu 012 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung đã được xác định trong kế hoạch, chủ động khắc phục khó khăn và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cấp trên để làm công tác chuẩn bị. Tàu 012 cũng tổ chức huấn luyện bổ sung về nghi lễ duyệt binh tàu, công ước tránh va quốc tế, các phương án xử lý tình huống trên biển, phong tục tập quán nước bạn, ánh đèn, cờ tay, ngoại ngữ, nghiên cứu kỹ vùng biển tàu đi qua. Amnex là sáng kiến của Hải quân Hoàng gia Thái Lan được đề xuất và đồng thuận tại hội nghị ANCM 8 năm 2014 dự kiến tổ chức 3 năm một lần, luân phiên giữa hải quân các nước ASEAN. Học viên xe tăng Việt Nam ở Nga bao khoai tây ngoài bờ rào và cuộc gặp bất ngờ ở quán bia hơi. Những ngày học tập tại Liên Xô, các học viên quân sự Việt Nam luôn được sống trong tình cảm yêu thương, quý trọng của mọi người dân Xô Viết. Đặc biệt giữa những người lính của hai quân đội Liên Xô và Việt Nam thì tình cảm giữa họ với nhau còn sâu nặng hơn. Đó là sự đồng cảm của những người anh em cùng chiến hào, đồng thời cũng hết sức mộc mạc chân tình như những người nông dân mặc áo lính. Là cơ sở đào tạo sĩ quan từ thời Nga Sa Hoàng nên khuôn viên trường đào tạo sĩ quan xe tăng thuộc Học viện Quân sự mang tên Nguyên soái Saponikov có diện tích rộng mênh mông, bên cạnh đó là khu gia đình sĩ quan cũng rất rộng lớn. Để tận dụng đất đồng thời cải thiện đời sống, nên học viện thường cho các gia đình sĩ quan mượn đất để tăng gia sản xuất, diện tích đất cho mượn không hạn chế và cũng không phải nộp bất cứ một thứ thuế gì. Thực ra vào thời điểm đó, thu nhập của gia đình các sĩ quan Liên Xô không phải là thấp so với mặt bằng xã hội, tuy nhiên phần nhiều trong số họ xuất thân từ nông dân nên rất yêu quý ruộng đất và cũng thích lao động chân tay. Ngoài ra họ cũng muốn thông qua công việc này để giáo dục tinh thần lao động cho con cái. Vì vậy, hoặc nhiều hoặc ít, nhưng hầu hết gia đình các sĩ quan đều mượn học viện một khoảnh đất để trồng trọt.
Các loại cây họ trồng thường là rau củ các loại, nhất là khoai tây và cà chua thì rất phổ biến. Biết được điều đó, các học viên lớp xạ kích xe tăng Việt Nam chúng tôi đề nghị với thầy chủ nhiệm cho cùng tham gia cho vui, bởi ngày nghỉ học viện cũng chẳng có việc gì làm. Lúc đầu thầy đồng ý nhưng sau đó lại từ chối vì lý do. Các đồng chí thông cảm, học viện nghiêm cấm chuyện học viên lao động giúp gia đình giáo viên. Mọi chuyện rồi cũng đi vào quên lãng, cho đến một hôm thầy bảo, sáng chủ nhật này nếu thấy một bao tải khoai tây để ở bờ rào ký túc xá thì cứ xách vào mà dùng nhé. Hỏi lại thì thầy cười không nói nhiều, cứ thế mà thực hiện thôi. Thì ra đến mùa thu hoạch, thầy muốn chia sẻ thành quả lao động của gia đình mình với các học viên Việt Nam. Tuy nhiên, vì những quy định của học viện nên thầy không thể đem cho một cách công khai, đành nghĩ ra giải pháp này. Nghĩ cũng buồn cười nhưng cũng thật cảm động. Ở Việt Nam, nhất là ở Hà Nội, bia hơi rất phổ biến. Quán bia hơi thường đông vào lúc buổi chiều, sau giờ tan tầm. Đó là nơi người ta gặp gỡ nhau, giải khát sau một ngày làm việc vất vả. Và có người đã nâng tầm chuyện đó lên thành văn hóa bia hơi. Tuy nhiên nhiều người không biết, ở Liên Xô trước đây và ở Nga hiện nay cũng có bia hơi. Tất nhiên là nó không phổ biến như ở Hà Nội, nhưng cũng rất đông vui nhộn nhịp, nhất là vào mùa hè. Nó thường là nơi tụ tập của cánh đàn ông, quán chỉ bán bia, còn mồi nhậu là do khách tự mang đến. Loại mồi phổ biến nhất ở đây thường là cá khô Astrakhan mặn đến rụt lưỡi hoặc món cá chượp rất tanh. Đối với các học viên sĩ quan xe tăng thì quán của thị trấn Solnechnogorsk, vùng Moscow cũng là một địa chỉ quen thuộc trong những ngày nghỉ. Tới đó vừa thưởng thức món bia hơi cho đỡ nhớ nhà, đồng thời cũng là cơ hội để quan sát, tìm hiểu cuộc sống thường nhật của người dân nước bạn. Với lại, giá cả món bia hơi của bạn khá rẻ. Thời giá 1984-1985 chỉ cần 5 kopek, tức là 5 xu của Nga, là đã được một cốc 300ml rồi. Cũng chẳng cần phải nói gì nhiều, ở đó có mấy máy bán bia tự động. Cứ thả đồng 5 kopek vào rồi hứng lấy bia ra mà uống nên rất tiện. Mà bia này cũng rất ngon, có phần ngon hơn so với bia chai. Món mồi mà họ hay mang đến đây là lạc rang, đôi khi sang hơn là con mực nướng. Cả hai món này đều được các bạn nhậu giơ ngón tay cái lên cùng với lời khen Otin Kharasho, tức là rất ngon sau khi nếm thử. Một buổi chiều hè, ba sĩ con Việt Nam đang dầm nhì bia cùng gói lạc rang mang từ nhà đi, thì hai anh bạn người Nga chừng hơn 30 tuổi cầm theo ly bia cùng một con cá khô to đến làm quen và xin phép ngồi cùng. Tất nhiên là họ đồng ý. Sau khi mời nhau dùng món nhắm của mình cộng với loạt bia nữa, câu chuyện giữa họ ngày càng sôi nổi, mặc dù bất đồng ngôn ngữ. Loanh quanh một hồi, ba sĩ quan Việt Nam cũng hiểu hai anh bạn đó là lính hải quân đến đây công tác. Cũng là quân nhân cả nên câu chuyện giữa họ càng ngày càng rôm rã. Cuối cùng, anh bạn có vẻ cứng tuổi hơn đứng lên trình trọng mời ba người bạn mới quen về thăm nơi họ đang tạm trú. Và ba sĩ quan Việt Nam đã vui vẻ nhận lời. Như những người bạn thân thiết, họ bá vai nhau về nơi hai anh bạn người Nga tạm trú. Đó là một phòng khách sạn rẻ tiền ở gần đấy. Căn phòng của hai anh đàn ông tạm trú nên khá bừa bộn, nhưng vẫn dễ dàng thấy trên mắt một bộ quân phục thiếu tá và một bộ quân phục chuẩn úy chuyên nghiệp Hải quân Liên Xô. Sau khi nói một thôi một hồi, như muốn phân trần với ba anh bạn Việt Nam về tình trạng tạm bợ của nơi ở, anh chàng thiếu tá Hải quân moi trong học tủ ra một chai vodka hiệu Stolichnaya, và tuyên bố vừa rồi là giải khát, bây giờ mới là uống mừng hồi ngộ như những người lính. Đã biết về tửu lượng của người Nga, song trước nhiệt tình của người bạn mới, ba sĩ quan Việt Nam không nỡ từ chối. Chỉ với vài món đơn giản mà anh bạn thấy chuẩn úy chuyên nghiệp vụng về chuẩn bị sau khoảng 30 phút chai rượu đã hết nhẵn. Sợ anh bạn quá nhiệt tình sẽ sai quân đi mua nữa, trong khi đây là thời điểm Gorbachev cấm rượu, vodka rất hiếm, nên ba sĩ quan Việt Nam xin cáo từ. Tuy nhiên anh bạn thiếu tá chưa cho về, anh ta bắt ba người ngồi xuống rồi nói, hôm nay những chiến binh của hai nước anh em gặp nhau vui quá, tôi rất muốn tặng các bạn món quà kỷ niệm, nhưng rất tiếc do điều kiện đang đi công tác nên chẳng có gì đáng giá cả, chỉ có cái áo truyền thống của thủy binh Nga mà thôi. Vừa nói anh ta vừa mở cái cặp của mình ra, đúng là trong đó ngoài cuốn sổ, cái máy cạo râu ra, chỉ có mấy bộ quần áo lót, trong đó nổi bật là tấm áo lót màu xanh nước biển thẫm với những sọc ngang màu trắng, tấm áo thủy binh Nga nổi tiếng. Các sĩ quan Việt Nam hết sức trân trọng món quà, họ cảm ơn hai anh bạn mới quen rồi ra về. Nhưng lại một lần nữa, anh bạn thiếu tá giữ họ lại. Không, ba người mà chỉ một món quà là không ổn. Không chần chừ, anh ta cởi ngay áo ngoài và lột chiếc áo lót thủy binh đang mặc đưa cho người bạn thứ hai. Bạn thông cảm nhé, nó hơi có mùi mồ hôi. Còn người bạn thứ ba, anh ta lấy ngay chiếc mũ kepi của Hải quân Liên Xô đang treo cạnh bộ quân phục xuống ấn vào tay. Bạn cầm lấy, tôi đã xong công việc, nên không cần đến nó nữa,
về đơn vị tính sau. Còn trên tay chiếc áo lót và chiếc mũ còn đẫm mồ hôi của người bạn mới quen, các sĩ quan Việt Nam cảm động không nói nên lời. Mấy chục năm đã trôi qua, Liên bang Xô Viết không còn nữa, nhưng tình cảm của những sĩ quan binh lính Xô Viết trong lòng các học viên quân sự Việt Nam thì còn mãi mãi. Theo hãng tin Interfax của Nga, ngày 7 tháng 11, tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh Quốc tế 2017 tổ chức tại thủ đô Bangkok, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 11 năm 2017, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Mikhail Petukhov tiết lộ, Nga đã bắt đầu bàn giao xe tăng chiến đấu T-90S cho Việt Nam theo kế hoạch. Ông Mikhail Petukhov nói, thông qua đàm phán giữa chuyên gia Nga và Việt Nam, hai bên đã ký kết hợp đồng bàn giao xe tăng T-90S và T-90SK, giao dịch đã bước vào giai đoạn thực hiện. Đầu năm 2017, báo cáo thường niên của nhà máy Uran Vagon Zavod Nga cho biết họ đã nhận được đơn đặt hàng từ Việt Nam. Số lượng mua sắm tổng cộng 64 chiếc, trong đó T-90S là xe tăng chiến đấu phiên bản cơ bản, còn T-90SK là phiên bản chỉ huy. Theo tiết lộ từ triển lãm hàng không Moscow trước đây, kim ngạch hợp đồng xe tăng T-90 giữa Việt Nam và Nga khoảng 250 triệu đô la, mỗi chiếc khoảng 3,9 triệu đô la. Việt Nam mua loại xe tăng này của Nga theo hình thức cho vay. Đối với quân đội Việt Nam, đây là hợp đồng mua sắm xe tăng lớn đầu tiên sau nhiều năm. Trong 10 năm qua, Việt Nam chủ yếu đầu tư kinh phí quốc phòng cho mua sắm vũ khí hải không quân. Ông Mikhail Petukhov còn xác nhận Hà Nội đang tiến hành đàm phán với Nga, hy vọng mua hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Ông nói phía Việt Nam đã triển khai đàm phán với chúng tôi, hy vọng chúng tôi bảo trì, nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không của họ và tiến hành cải tạo hiện đại hóa. Việc Việt Nam mua xe tăng T-90SSK của Nga đã lập tức gây chú ý cho báo chí Trung Quốc. Theo tờ Người quan sát Trung Quốc ngày 8 tháng 11, lực lượng xe tăng Việt Nam có quy mô khổng lồ, sở hữu khoảng 2.000 xe tăng T-54-55 và khoảng 200 xe tăng T-62. Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu không ít xe tăng lội nước Type 63, rất nhiều xe chở quân bọc thép Type 63 dãy M113, xe chở quân bọc thép bánh xích và bánh lốp như BTR-152, BTR-60. Đây là lực lượng bọc thép cơ giới hóa có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, những trang bị này phần lớn đã cũ kỹ, không thích hợp với môi trường tác chiến hiện đại. Nhưng do còn khó khăn về kinh tế, hiện nay Việt Nam không thể lập tức tiến hành đổi mới toàn bộ lực lượng xe tăng. Những năm gần đây, Việt Nam luôn tham khảo Trung Quốc tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với xe tăng T-55, nhập khẩu công nghệ của Israel đã chế tạo. Tiến hành cải tạo hiện đại hóa đối với xe tăng T-55, nhập khẩu công nghệ của Israel đã chế tạo ra xe tăng phiên bản cải tiến của T-55 lắp pháo nòng rãnh xoắn 105mm, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và bọc thép tăng cường. Tuy nhiên, do công nghệ hạn chế, việc cải tiến tính năng của loại xe này tương đối có hạn. Vì tờ báo Trung Quốc cho rằng, các nước khác như Thái Lan đã mua xe tăng T-84 Oplod và VT-4, Singapore đã mua xe tăng Leopard 2, Malaysia đã mua xe tăng PT-91 của Ba Lan. Mặc dù số lượng xe tăng của những nước này chỉ từ vài chục đến 100-200 chiếc, nhưng chúng lại có ưu thế về khoảng cách thế hệ so với xe tăng T-55-T-62 của Việt Nam. Trong tình hình này, Việt Nam tích cực tìm kiếm xe tăng mới, nhưng trên thị trường quốc tế hiện nay, giá cả của xe tăng phiên bản xuất khẩu hoàn toàn mới rất là đắt đỏ. Lần này, Việt Nam quyết định mua 64 xe tăng T-90S hầu như là do đã bị kích thích bởi việc Thái Lan mua sắm xe tăng chiến đấu VT-4 của Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc chủ quan nhận xét. Báo Trung Quốc còn bàn hư tán vượng rằng Việt Nam có thể lo ngại động thái. Chiến khu Nam, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu triển khai xe tăng hạng nhẹ mới 35 tấn tại khu vực rừng núi trong phạm vi tác chiến của đơn vị này. Trước đây khi ở chiến khu Nam, quân đội Trung Quốc còn trang bị xe tăng Type 62 cũ, thì Việt Nam còn chưa có lý do để đổi mới, thay thế xe tăng cũ. Còn tờ Người quan sát của Trung Quốc thì dìm hàng rằng tính năng cơ bản của xe tăng T-90S chỉ tương đương với xe tăng T-80U của cuối thập niên 1980. Đạn xuyên giáp 125mm của Trung Quốc có thể chọc thủng lớp giáp của xe tăng T-90S ở khoảng cách 3.000m trở lên. Nói cách khác, báo Trung Quốc tự tin phán rằng mặc dù xe tăng T-90S và VT-4 đều thuộc xe tăng thế hệ thứ 3, nhưng tính năng bọc thép và hỏa lực của VT-4 đã hơn T-90S một bậc, khoảng cách thế hệ vẫn tồn tại. Trên thực tế, Việt Nam mua T-90S để thu hẹp khoảng cách về công nghệ xe tăng với các nước láng giềng. Báo Trung Quốc còn đổ thừa rằng sức ép lớn nhất trong việc thúc đẩy hiện đại hóa quân đội của Việt Nam chính là các nước láng giềng Đông Nam Á, nhất là Thái Lan,
Do đó, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cường số lượng vũ khí trang bị hiện đại, nâng cao tính năng kỹ thuật. Trong khi đó, trang tin Sina của Trung Quốc ngày 13 tháng 7 cũng tự tin cho rằng bản thân Trung Quốc có lực lượng xe tăng với số lượng chất lượng hoàn toàn chiếm ưu thế. Hơn nữa, còn có lực lượng máy bay trực thăng vũ trang hoàn chỉnh. Trong khi đó, xe tăng T-90S là xe tăng hạng nặng. Khu vực rừng núi phía Bắc Việt Nam không thích hợp cho việc sử dụng xe tăng hạng nặng, mà thích hợp với sử dụng xe tăng hạng nhẹ. Vì vậy, T-90S sẽ không sử dụng cho phương hướng phía Bắc. Đánh giá về việc Việt Nam mua sắm xe tăng T-90S SK, báo chí Mỹ tháng 7 năm 2017 cho rằng đây là một việc làm có lợi cho nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lục quân Việt Nam. Loại xe tăng này có nhiều tính năng tiên tiến và khẳng định được độ tin cậy từ chiến tranh ở Syria. Do đó, hợp đồng mua xe tăng T-90 của Việt Nam có thể coi là một bước đi đầu tiên trên con đường hiện đại hóa lâu dài và vững chắc. Hành trình này sẽ không chỉ có ý nghĩa sâu xa đối với lực lượng xe tăng, mà đối với cả lực lượng mặt đất của quân đội Việt Nam. Trong khi đó, theo đánh giá của trang tin Soho Trung Quốc ngày 3 tháng 8, con đường hiện đại hóa của lục quân Việt Nam có 3 phương án sau đây. Phương án 1, mua sắm lượng lớn xe tăng chiến đấu, tính năng cao và đào thải những xe tăng cũ như T-54-55. Thực hiện phương án này, Việt Nam cần bỏ ra rất nhiều tiền. Nhìn vào tình hình kinh phí quốc phòng của Việt Nam thì phương án này không khả thi. Phương án 2, mua sắm lượng nhỏ xe tăng chiến đấu tính năng cao và triển khai chúng ở những vị trí chiến lược có giá trị nhất. Sau đó, hàng năm từng bước thay thế các loại xe tăng cũ. Ưu điểm của phương án này là sức ép chi tiêu quân sự sẽ giảm đi nhiều, hạn chế là thời gian thay thế hoàn toàn xe tăng cũ sẽ rất dài. Phương án 3, không mua xe tăng chiến đấu tính năng cao hiện nay mà chỉ tiếp tục tiến hành nâng cấp, bảo trì đối với xe tăng cũ. Phương án này tuy có sức ép tài chính nhỏ nhất nhưng gây bất lợi nhất cho phát triển của lục quân Việt Nam. Nếu lựa chọn phương án này thì khoảng cách về sức mạnh của lục quân Việt Nam với các nước xung quanh sẽ ngày càng lớn. Nhìn vào thực tế, quân đội Việt Nam đã lựa chọn phương án 2. Đây có thể được coi là một sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp nhất với tình hình đất nước hiện nay của Việt Nam. Mặc dù 64 xe tăng T-90 mua từ Nga lần này có thể trang bị cho một trung đoàn xe tăng, nhưng Việt Nam có tới vài chục lữ đoàn xe tăng, vì vậy con đường hiện đại hóa của lục quân Việt Nam sẽ còn rất dài. Tờ Bành Bái Trung Quốc ngày 9 tháng 11 cho biết, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang có kế hoạch mua sắm nhiều trang bị mới cho lục quân Ấn Độ, nhất là thay thế xe tăng chiến đấu T-72 hiện có. Trong khi đó, xe tăng T-90S mà Việt Nam đặt mua của Nga thực ra là loại xe tăng được cải tiến từ xe tăng T-72. Ngoài ra, Ấn Độ đã là nước sản xuất xe tăng chiến đấu T-90S ngay từ năm 2006. Do đó, đến nay, Ấn Độ đã có kinh nghiệm phong phú trong việc sản xuất, trang bị, sử dụng và bảo trì xe tăng T-90S, đặc biệt là trong những điều kiện khí hậu nhiệt đới. Điều này có nghĩa là trên nền tảng quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa hai nước, Việt Nam và Ấn Độ đã có thêm một lĩnh vực mới để tăng cường hợp tác. Năm 2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết hỗ trợ Việt Nam tiến hành hiện đại hóa quân sự và đã ký kết tuyên bố tầm nhìn chung hợp tác quốc phòng Việt-Ấn giai đoạn 2015-2020, mở rộng hợp tác an ninh trên biển và hoạt động huấn luyện quân sự giữa hai nước. Năm 2013, Ấn Độ cung cấp khoản vay 100 triệu đô la cho Việt Nam dùng để mua sắm một số tàu tuần tra cao tốc do Ấn Độ chế tạo. Năm 2016, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi tiếp tục cung cấp khoản tín dụng 500 triệu đô la cho Việt Nam mua vũ khí trang bị do Ấn Độ chế tạo. Hiện nay, ngoài việc Việt Nam và Ấn Độ đàm phán mua bán tên lửa phòng không Akash và tên lửa hành trình siêu âm BrahMos, một vấn đề hợp tác rất quan trọng khác là Ấn Độ hỗ trợ Việt Nam trên các phương diện như linh kiện vũ khí trang bị, cải tiến kỹ thuật, đồng thời đào tạo binh sĩ tàu ngầm và phi công máy bay chiến đấu cho Việt Nam. Dựa trên xu thế phát triển hợp tác quân sự hiện nay của hai nước, sau khi Việt Nam trang bị xe tăng chiến đấu T-90S, Việt Nam sẽ không khó để có được rất nhiều linh kiện và kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng cũng như sử dụng chiến thuật xe tăng T-90S từ Ấn Độ. Việt Nam nâng cấp tên lửa Malyutka. Nga đã dần đề nghị bán tên lửa Iskander, hãy nín thở xem ai là khách hàng đầu tiên. Ông Dmitry Sugaev, Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự tuyên bố, Nga đã nhận được đề nghị mua tên lửa Iskander từ một số khách hàng nước ngoài, ai sẽ được duyệt. Nhà bình luận quân sự Anton Madasov của báo Spressa của Nga cho rằng đây là thông tin được ông Dmitry Sugaev tiết lộ ngay trong diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2017 với một danh sách khá dài những khách hàng nước ngoài đề nghị Nga bán tên lửa Iskander phiên bản xuất khẩu. Ông Sugaev nhấn mạnh
rằng tổ hợp tên lửa đất đối đất chiến thuật chiến dịch Iskander là một trong những tổ hợp vũ khí tấn công tuyệt vời nhất hiện nay. Các tổ hợp tên lửa Iskander hiện có trong biên chế quân đội Nga là một thứ vũ khí răn đe rất lớn đối với những đối thủ tiềm tàng của Nga, cả về uy lực công phá, sức sát thương, lẫn độ chính xác. Điều này khiến cho nhiều khách hàng nước ngoài tỏ ra đặc biệt quan tâm và chúng tôi đã nhận được những lời đề nghị thiết tha mua tổ hợp này. Đồng thời, vị giám đốc cơ quan liên bang này cũng chỉ ra rằng Moscow đang cân nhắc sàng lọc kỹ càng khách hàng nào sẽ được tiếp cận loại vũ khí tấn công chính xác Iskander để đảm bảo tuân thủ những nghĩa vụ quốc tế và hài hòa lợi ích cán cân địa chính trị quân sự khi cung cấp loại vũ khí đầy uy lực này ra thị trường quốc tế. Còn nhớ vào tháng 8 năm 2014, đại diện phòng thiết kế tổ hợp Iskander, ông Gorgi Kuzik, đã tuyên bố rằng mọi khách hàng tiềm năng đều phải xúc tiến đơn đặt hàng thông qua cơ quan độc quyền xuất khẩu vũ khí quốc doanh, công ty Rusoboronesport và Iskander, không phải để bán ra nước ngoài, cho tới tận năm 2016. Chính vì vậy, không có cách nào để tăng quy mô sản xuất tên lửa Iskander tại thời điểm đó. Tuy nhiên, chưa đầy 6 tháng sau, tháng 2 năm 2016, tình hình tưởng như có vẻ dễ thở hơn khi đích thân ông Igor Sevastyanov, phó tổng giám đốc Rusoboronesport cho biết là đã bắt đầu có những cuộc đàm phán liên quan tới việc xuất khẩu Iskander. Tiếp đó, vào tháng 6 cùng năm, một đoàn lãnh đạo quân sự cấp cao của Ả Rập Saudi khi tham dự diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2015 đã lớn tiếng tuyên bố Ả Rập Saudi thực sự quan tâm tới việc đặt mua các tổ hợp tên lửa chiến thuật chiến dịch Iskander Air. Bất hạnh thay, tháng 11 năm 2016, đích thân ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghệ quốc doanh Rostec của Nga, đã bác bỏ thông tin cho rằng đã có những cuộc đàm phán bán tên lửa này cho Ả Rập Saudi. Bởi trước đó vào tháng 6 năm 2016, cũng chính ông này đã tuyên bố tổ hợp tên lửa Iskander hoàn toàn chưa phải để bán ra nước ngoài, bất chấp sự quan tâm đặc biệt của Saudi. Người đứng đầu tập đoàn Rostec phát biểu, Ả Rập Saudi sau đó đã theo đuổi rất quyết liệt khi một lần nữa đề nghị Nga cung cấp Iskander, nhưng loại tên lửa này vẫn nằm trong danh mục cấm xuất khẩu và sẽ không có bất cứ ngoại lệ nào. Đây là loại vũ khí nhạy cảm, nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Mặc dù tuyên bố chắc như đinh đóng cột như vậy, thế nhưng mà vào tháng 9 năm 2016, lần đầu tiên người ta thấy tổ hợp tên lửa Iskander xuất hiện trong lễ duyệt binh mừng độc lập lần thứ 25 của nước Cộng hòa Armenia ở thủ đô Yerevan. Lãnh đạo quân sự quốc gia láng giềng của Nga này tuyên bố đây là những tổ hợp tên lửa Iskander của quân đội Armenia, chứ không phải của quân đội Nga. Kết nối với tuyên bố của ông Sugaev, chúng ta có quyền đặt câu hỏi, có phải thực sự Nga chưa muốn xuất khẩu Iskander hay là Nga cố tình lập lờ để sàng lọc khách hàng nước ngoài và quốc gia nào sẽ được ưu tiên? Tổng biên tập tạp chí xuất khẩu vũ khí Nga, ông Andrei Frolov nhắc lại việc Belarus khẩn thiết đề nghị Nga bán Iskander rất nhiều lần, nhưng kết quả là họ chỉ gặt hái được công nghệ chế tạo loại tên lửa gần tương tự thông qua dự án nghiên cứu hệ thống pháo phản lực bắn loạt tầm xa Polonais, hợp tác giữa Belarus và Trung Quốc. Chuyên gia Andrei Frolov cho rằng Nga có thể đã nhận được đề nghị mua Iskander từ bất cứ quốc gia nào. Về lý thuyết có thể là Algeria khi mà đã có thông tin về những cuộc đàm phán xuất hiện từ năm 2008. Hay như Việt Nam vẫn muốn có thêm những tổ hợp tên lửa uy lực hơn bên cạnh các hệ thống tên lửa bờ Passion với tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm Yakont. Một trong những nguyên nhân chính khiến Iskander được quan tâm đó chính là khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa hiện đại nhất nhờ hệ thống điều khiển quỹ đạo bay độc đáo để tấn công vào sâu trong hậu phương của kẻ địch, phá hủy các mục tiêu được bảo vệ vững chắc. Sở hữu Iskander coi như là đã sở hữu một vũ khí tấn công tối thượng. Như vậy, ngoại trừ sự xuất hiện của tên lửa Iskander ở Armenia mà Nga không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, có thể thấy hiện nay chưa có thông tin nào về việc Nga đã chính thức đàm phán cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật chiến dịch này cho bất cứ quốc gia nào. Hãy cùng nín thở chờ xem bao giờ và ai sẽ làm khách hàng đầu tiên sở hữu Iskander. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.